This will not go unpunished. This will not go unpunished. Hey, yo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình xin chúc cho tất cả các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Vậy là chính thức trong đêm nay chúng ta sẽ đón nhận thêm bộ trang phục mới nhất của vị tướng Richter. Bộ trang phục mang tên Thống Soái Kháng Chiến. Đây là bộ trang phục bậc S vô cùng đẹp. Và mình sẽ review cho các bạn qua về ngoại hình cũng như hiệu kỹ năng. Đặc trưng thống soái ba quân chiến đấu vì tự do, hiệu ứng ánh sáng tử vong đầy uy lực và âm hiệu khoa học viễn tưởng. Trời ơi, mình chỉ thích cái âm hiệu khoa học viễn tưởng này thôi. Bộ trang phục này chính thức ra mắt trong đêm nay, trong đêm ngày 14 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 5 trong sự kiện vòng quay 12 ô. Sự kiện vòng quay 12 ô nha mọi người nha. Còn đây là về cái điệu nhảy. Để xem về cái ngoại hình, đó là mặc lên người bộ trang phục màu trắng. This will not go unpunished. Thông soái kháng chiến, trời đất ơi, hấp dẫn quá các bạn ạ. Mình sẽ vào và test review qua cho các bạn về ngoại hình trong một trận đấu sẽ ra sao và hiệu kỹ năng như thế nào. Đầu tiên là điệu nhảy. Wow, cái gì thì ta taren 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 taren. Ok, chúng ta sẽ cùng test qua về hiệu biến về nhá. Bộ trang phục bậc S mọi người ạ. Sự kiện vòng quay 12 ô từ đêm nay. Về hiệu biến về. Để xem. Wow, rất đáng tiếc là bộ trang phục này là bộ trang phục bậc S, thế nên là không có hiệu biến về. Chúng ta cùng tìm hiểu qua về hiệu ứng kỹ năng của thanh gươm của vị tướng Richter. Xem ở 3 trạng thái, đó là trạng thái dưới sông, dưới trên bờ và cũng như trong cái trong bụi sẽ ra sao. Đây là trên cạn cho mọi người nha. Có thay đổi hiệu ứng kỹ năng rất rõ ràng luôn. Đứng trong bụi, thanh gươm sẽ chuyển sang màu đỏ và chúng ta thử xem hiệu ứng. Wow, rất đẹp mọi người ạ. Thay đổi rất là đẹp nha. Các bạn nghe qua về cái âm thanh khoa học viễn tưởng. Mình rất thích là cái hiệu ứng âm thanh khoa học viễn tưởng này. Thanh gươm màu vàng khi mà di chuyển lên bờ, còn thanh gươm màu xanh, kiểu xanh biển là ở dưới nước đấy mọi người. Các bạn lướt chưa một, các bạn thể nhìn thấy cái bóng của vị tướng Richter. Nó rất là đẹp luôn. Và nghe âm thanh rất là đã tai. Chiêu 2 nè. Đấy, chiêu 2 thay đổi nha, chiêu 2 thay đổi hiệu kỹ năng luôn. Chúng ta cùng test qua về chiêu cuối. Mình sẽ ra cái chỗ này, ra chỗ này bật lên chiêu cuối xem là nó như thế nào. Kết quả chiêu cuối. Wow, có sét xung quanh người mọi người ạ. Mình cứ cảm tưởng, các bạn cứ cảm nhận như là Richter nằm trung tâm. Đây, đứng dưới, đứng trong bụi là thanh gươm màu đỏ này. Ra bên ngoài là thanh gươm sẽ là màu vàng. Tiếp tục xuống dưới sông sẽ là màu xanh. Nghe qua về đoàn đánh thường cho mọi người nha. Nghe rất đã tai luôn á. Chắc chắn đêm nay ra mắt bộ trang phục này anh em không thể bỏ qua được rồi. Richter thống soái kháng chiến ra mắt trong sự kiện vòng quay 12 ô. Đây chỉ là review qua về hiệu ứng kỹ năng. Còn đêm nay ra mắt chính thức thì mình sẽ làm clip chi tiết hơn. Richter thống soái kháng chiến và Quillen thống soái đế chế đều là thống soái, nhưng mà một bên là kháng chiến, một bên là đế chế, nó có sự khác biệt nhau hoàn toàn và đối nghịch nhau hoàn toàn. Mình chủ yếu trong video clip này review cho các bạn hai bộ trang phục cùng trong một trận đấu chứ không nói về kỹ năng, tại vì đây là một trận đấu mà mình đã mời thêm một người bạn của mình vào để chơi cùng mình và cho các bạn xem sơ qua về hiệu kỹ năng của hai bộ trang phục này nha. Và kèm theo một điều nữa là cái hiện tại theo cái quy tắc thì bộ trang phục này chưa ra mắt chính thức, mình không thể mang vào đấu danh cũng như đấu thường được. Mong mọi người thông cảm. Để review thì review chi tiết nhất hai bộ trang phục trong một trận đấu này đi, trong một trận đấu solo đi. Để xem về hiệu kỹ năng. Đầu tiên các bạn thể nhìn thấy Quillen chủ yếu hiệu kỹ năng sẽ là màu tím.
tím mộng mơ các bạn ạ, tím mộng mơ. Còn đối với Richter thì hiệu kỹ năng khá phong phú, mình sẽ cố gắng cứu rỉa Richter nha. Cứ đứng trong bụi mà xỉa ra thôi, ớt tung và làm tráng lên. Và khi mà bị chịu sát thương các bạn sử dụng chiêu thứ hai để có thể chặn sát thương của Gillian hoặc là trụ cũng được. Cố gắng ớt tung lên, chuẩn xác nè. Mất khá là nhiều máu các bạn ạ, nhưng từ từ mình chưa thể băng trụ được. Thêm một phát nữa, hất tung chuẩn xác thôi, cộng thêm cái bộc phá là chắc chắn có mạng mà. Lên cao bạn ơi, lên cao rồi, có một mạng chiến công đầu. Hiệu ứng của Richter thì khá phong phú nha. Nhưng mà rất là đáng tiếc là ở trong cái bản đồ solo này thì mình sẽ không cho các bạn xem được về cái hiệu ứng khi mà các bạn di chuyển dưới sông. Tại vì bản đồ solo không có sông, hơi đáng tiếc các bạn ạ. Thế nên nếu mà các bạn mà mang vị tướng Richter vào cái map solo này thì các bạn sẽ bị thiệt thòi mất một cái trạng thái. Người ta gọi là bá cả ba trạng. Bây giờ hiện tại mình đang chấp tinh như này nửa cây máu các bạn ạ. Không biết chơi được không, kệ cứ chơi bừa đi. So sánh với hai hiệu kỹ năng, wow. Tôi sang tôi rồi, chết mất rồi. Nói là mạnh ba trạng thái nhưng mà cái bản đồ này đáng ra ở khu vực giữa cái bản đồ này nó phải có một dòng suối nhỏ để cho những vị tướng ví dụ như cơ chế như Richter còn có thể để sử dụng cái thanh gươm dưới sông. Để mà tìm được điểm chung của hai bộ trang phục này, trước hết là các bạn sẽ nhìn thấy về cái tên là cũng khá giống nhau. Đầu tiên là đều là thông soái, một bên là thông soái đế chế, một bên là thông soái kháng chiến. Tiếp tục là về hiệu ứng âm thanh của hai bộ trang phục đều là hiệu ứng âm thanh của khoa học viễn tưởng. Đó, nghe rất đa tai. Cố gắng hất tung Quillen lên nhưng mà khó quá. Quillen để mà móc được Richter thì rất là khó, tại vì là Richter sử dụng chiêu thứ hai có thể chặn được sát thương mà cơ chế thì đó là tích được 2 điểm từ chiêu thứ hai. Mình đang cố gắng dụ Quillen lại gần bụi để có thể hất tung được lên. Như thế này là rõ rệt về hiệu kỹ năng rất rồi nha. Đồ ta trốn đâu rồi, trời đất ơi, chạy mất tiêu rồi. Chạy mất tiêu rồi các bạn ạ. Có xíu máu rồi mình bộc phá. Ôi thôi, không chết được nha, phí quá nha. Bây giờ là mình từ phải hạ gục được Quillen thì ăn máu. Nếu mà Quillen về thì chúng ta ra ăn máu. Nghe rất là sướng tai luôn. Ok, giờ mình sẽ ra mình ăn cái máu cái này đã. Ăn cái máu đã. Ép trụ, mình lấy luôn cái trụ này nha. Ui, tàng hình đi đâu rồi? Đó, chỉ cần chọc kỹ năng vào vị tướng Richter là mình sử dụng chiêu thứ hai ra là quá ngon rồi. Bây giờ rất là mạnh nha, xỉa cho hai cái mất nửa cây rồi. Mình sẽ ép luôn cái trụ này, kết hợp cùng với chiêu cuối và với hất tung này lên và chắc chắn có mạng rồi. Ok, lấy luôn cái trụ này. Ép càng sớm càng tốt thôi. Cái dấu khắc của vị tướng Quillen các bạn nhìn thấy là màu tím này. Màu tím trên đầu của vị tướng Richter. Đêm nay không biết có bao nhiêu bạn sẽ bỏ thận ra để quay cái vòng quay. Đó là vòng quay 12 ô với bộ trang phục vị tướng Richter quá đẹp. Và hiện tại thì có cả khung viền động nha mọi người nha. Bên Đài Loan là có khung viền động, còn bên Việt Nam mình nghĩ là có. Cố gắng dụ Quillen ra đây. Đây, một bên là kháng chiến, một bên là đế chế đánh nhau. Chắc bây giờ Quillen không chịu được hai xỉa nữa rồi. Đang bị quá thọt rồi. Quillen đâu rồi ta? Đây rồi. Quillen khắc dấu ấn lên đầu Richter sẽ có màu tím, còn mình khắc chiêu cuối lên đầu Quillen sẽ có màu xanh. Đó. Ok, thôi mình kết thúc trận đấu luôn đây. Đây chủ yếu là review qua hai bộ trang phục thôi mọi người ạ. Ok, kết thúc luôn trận đấu nha. Review qua hai bộ trang phục trong một trận đấu. Cảm ơn mọi người đã cố gắng theo dõi video clip của mình và chúc tất cả các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.